Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi tham gia chương trình của Google Adventure và ban tổ chức đã có một món quà nho nhỏ cho chúng tôi, đó là đưa tất cả mọi người đi thăm cầu vàng ở Bà Nà Hill. Bây giờ thì chúng tôi đang ở trong cổng rồi. Cái điều đặc biệt ấy là chúng tôi sẽ không phải giống như các khách du lịch khác mà sẽ được độc quyền cái cây cầu này, không phải chia sẻ với ai, do đó sẽ tránh được cái cảnh đông đúc. Không biết rằng là các bạn đã biết Bà Nà có nghĩa là gì chưa? Bà Nà thì ngày xưa cái khu núi này trồng rất là nhiều chuối, đó chính là gọi là Bà Nà nè. Thì có lẽ thì câu chuyện này phải đi hỏi chuối thôi. Em có vui không khi mà chuẩn bị trở về cái lãnh địa của mình? Em không biết là chữ bà nà đó là bà na nà hay là bà nào tên nà. Em chưa đọc lịch sử về em nó chưa, à? Em chưa đọc lịch sử, anh Nam giới thiệu cho em đi. Tức là ở đây là cái khu ngày xưa là người Pháp họ trồng chuối, thì gọi là cái khu em biết quả là đồi khu này của người Pháp rồi. Ừ. Nhưng mà em không biết là trồng chuối nhiều, chính vì trồng quá nhiều chuối nên đặt tên là bà na nà. Bà na nà. Hay. Bây giờ là em lãnh địa của em ở đây. Em biết đó là hồi xưa là xây theo kiểu kiến trúc của Pháp rất là nhiều, nhưng mà sau đó thì bị đập phá. Phá đi rồi sau này thì mới Sinh World bắt đầu mới xây lại. Đúng xây rồi. Lại cải tạo lại, nhưng mà em được biết thì trên nó kiểu mà chỉ nhìn bề ngoài thôi, nhưng mà thật chất là nếu mà chạm vô gần á thì nó sẽ không giống như những cái nguyên liệu mà của Pháp, thì như là nguyên liệu hồi xưa không còn mấy cổ là... á, kiểu mà hàng phách. Wow, ở trên trần này rất là đẹp. Tôi đã hiểu sao gọi là ga Hội An, bởi vì là trên trần này họ tái hiện lại cái khung cảnh ban đêm ở sông Hoài. Cáp treo hiện nay thì quá phổ biến ở những cái khu du lịch Việt Nam rồi. Tuy nhiên riêng ở Bà Nà thì tôi thấy một cái buồng cáp này nó rất là rộng, thoáng. Có thể cái sức chứa ở đây khá là lớn. Lớn hơn bình thường, tôi đếm sơ sơ thì có thể là khoảng 8 người. Ồ, ăn thằng ơi, có yêu ăn thằng. Đây, đủ chưa? Ở đây mình đi sau đi. Giờ đây tiếng cắp treo dài nhất Việt Nam đúng không anh em? Có đâu? Không nhớ nhà nó. Đúng không em? Dài lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Cắp treo dài nhất Việt Nam. Dài nhất Việt Nam. Tại vì mấy cây số. Với độ dài và độ cao của cái tuyến cáp treo này, khi chúng tôi ngồi trên này thì cũng cảm thấy là hơi ù tai. Và lần đầu tiên tôi thấy cáp treo là có cái túi nôn này. Cái này là chỉ thấy ở trên máy bay thôi, nhưng mà không ngờ đây lại cũng có y hệt luôn. Từ trên này thì có thể nhìn thấy tổng cộng có khoảng 3 tuyến cáp treo để lên đến đỉnh Bà Nà. Ở kia có 2 tuyến nhưng mà hình như đang ngừng hoạt động rồi về. Có thể là bây giờ quá sớm. Khi mà muộn hơn, lượng khách đông hơn thì họ sẽ bật. Tức là cái tuyến cáp treo này sẽ tới thẳng cổng vàng. Cái cổng vàng là cái vàng vàng ở chỗ bức tượng kia đúng không em? Đúng rồi. Không, cái vòng cung ngay chỗ cái cáp mình lên luôn này. À rồi, kia kìa. Cái bàn tay đưa cái chỗ đỏ đỏ kia đúng không? Dạ đúng rồi. Nửa cho mấy. Tầm nửa.
Khi mà gần tới nơi thì chúng tôi cảm nhận rõ được cái sự thay đổi của nhiệt độ. Đó là bắt đầu mát hơn, gió thổi vào mạnh hơn, tạo thành những cái tiếng như là tiếng khủng long đang kêu ở dưới này vậy. Anh mở này ra cho nó lưu thông gió một tí. Yên tâm. Không, cái đấy mở rồi, đấy. Em uống cho. Nó lùa hai đứa lắm rồi. Gió thổi là quéo rồi. Ui, bên tiếng cá bên kia có mấy cái lồng không có tính. Cái gì em? Bên tiếng cá bên kia có cái gì? Cái lồng này nè. Cái cáp. Không có. Cái cabin nhé, cabin không có tính luôn. Để cho gió thổi có... Em nói lại chữ lồng em nè. Và tuyến cáp treo này sẽ lên thẳng cái cầu vàng. Từ đây thì tôi đã lấp ló nhìn thấy cái vòng cung màu vàng cũng như là bàn tay đang ôm lấy cây cầu. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Cái màu vàng này được làm như kiểu mạ bằng đồng vậy. Nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời, khá là ấn tượng. Rời ra. Mát tự nhiên á. Mát tự nhiên. Trên như Đà Lạt mà em. Khi mà ra khỏi cáp treo thì thấy rõ là nhiệt độ nó hạ xuống rất là mát, lạnh. Giống như là chúng tôi đang ở Đà Lạt vậy. Ủa, em ơi, em làm ở trên này hay là em đi chơi? Dạ, em làm ở trên này. À, thế à. Wow, đây là một cái mái vòm, một cái công trình bằng mái vòm, khiến cho chúng tôi cảm thấy rất là choáng ngợp. Đây, các bạn có thể thấy rằng là cây cầu vàng, đây là đường ra và bảo vệ đã khóa lại chỉ để dành cho đoàn của chúng tôi được vào thôi. Những du khách khác muốn vào thì sẽ phải chờ đợi. Cầu vàng tạm ngưng phục vụ, xin lỗi quý khách về sự bất tiện này. Và về khi đoàn đến thì họ liền mở cửa. Rồi, bắt đầu. Wow, giống rồi đây mấy các bạn ơi. Đây, cầu vàng. Golden Dragon. Wow. Rồi gió nó thổi rất là mát. Tất cả anh Nam ơi. Đây là lần đầu tiên đúng không anh? Đúng rồi, lần đầu tiên anh cũng tới đây. Em cũng vậy. Trời ơi. Ôi, choáng ngợp chưa? Trời ơi. Hình như bạn này có vấn đề với độ cao hay sao? Được, có à? À, diễn à? Khi mà lên đây thì tôi mới thấy rõ được hơn chất liệu của cái cầu này. Đúng là nó làm bằng như kiểu là inox, nhưng mà màu vàng rất nổi bật. Đặc biệt là vào những cái hôm trời xanh thì cây cầu càng nổi bật hơn. Cái bàn tay kia thì được làm bằng có thể là bê tông, nhưng mà nhìn thì giống đá, rất là hài hòa. Đây, bàn tay bên này thì dơ như này. Đấy, còn bên này thì như này.
tức là ôm lấy cái cây cầu vòng cung. Về phía bên này thì chúng ta có thể thấy rằng là nhìn thấy công trình ở trên Bà Nà Hill cũng như là rõ hơn về bàn tay. Tuy nhiên khi mà chúng ta đi sang bên này sẽ thấy được toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, Hải Vân, Cát Treo, rồi thậm chí là nhìn thấy được cả Quảng Nam nữa. Từ trên núi thoai thoải xuống đồng bằng, những cánh đồng rất là đẹp. Cây cầu này thì họ làm cũng khá là chắc chắn và an toàn. Tôi thấy ở đây dưới này có nhiều cái lớp song hơn để cho trẻ em hay là như nào đấy thì đỡ bị chạy ra ngoài. Còn ở trên này thì họ để thoáng. Khi mà tới đây thì tôi cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Một phần là đứng giữa thiên nhiên, một phần là cái bàn tay này nó quá to, nó khiến cho chúng ta cảm thấy nhỏ bé một cách thực sự. Đây là bốn ngón tay này. Không biết là bạn nào là fan của Tây Du Ký sẽ nhớ đến cái phân cảnh là Tôn Ngộ Không bị nhốt ở trong bàn tay của Phật. Đó, mà Tôn Ngộ Không cứ nghĩ rằng là mình bị lạc vào một cái hòn núi nào đấy, cái quả núi nào đấy và không thể thoát ra được. Nhưng thực ra chạy đâu cho thoát, vẫn là nằm trong bàn tay của Phật thôi. Tôi nghĩ rằng có thể là cái nhà thiết kế cái cây cầu này họ sử dụng cái triết lý đó chăng? Triết lý giữa đạo Phật và những cái triết lý nhân sinh quan để khiến cho con người có nhiều suy nghĩ hơn. Các bạn thấy chưa? Hiện nay thì một mình tôi với một cây cầu có những cái trải nghiệm mà rất là đặc biệt. Mình càng cảm thấy nhỏ bé hơn và càng thấy có nhiều cái suy nghĩ hơn. Nhất là khi mà đi qua hai cái bàn tay như này, cảm thấy là có một gì đó rất là triết lý của đạo Phật. Bây giờ thì các bạn hãy chạy cùng tôi một vòng từ cái bàn tay này sang bàn tay kia nhá. Nào. Tiếp một vòng nữa nhá. One more. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Nếu như có dịp đến Đà Nẵng thì chắc chắn không thể bỏ qua địa điểm này để có những cái bức hình rất là đẹp, cũng như là có những cái moment, cái khoảnh khắc mà chúng ta sẽ chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình, cũng như là lấy lại những cái nhiệt huyết cho những chặng đường sắp tới.